Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thị trường hoa cây cảnh phục vụ Tết trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu nhộn nhịp với các loài hoa cây cảnh độc đáo, phong phú, đa dạng về chủng loại và giá cả, phục vụ nhu cầu mua sắm trang trí nhà cửa, trưng bày Tết của người dân. Cứ độ Tết đến xuân về, vườn cây cảnh của gia đình ông Hoàng Văn Thắng là một trong 300 hộ dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu lại nhộn nhịp vào mùa. Sau một năm cần cù chăm sóc, tỉa lá ươm hoa, gia đình ông lại có thể tự hào với rất nhiều sản phẩm đẹp của mình mời gọi thương lái các nơi về tiêu thụ. Gia đình ông Thắng đã thu về từ 400 đến 500 triệu đồng bán cây cảnh mỗi dịp xuân về. Cũng phấn khởi, giá của năm nay thì ổn định và tốt. Thị trường năm nay thì khách các tỉnh từ miền Nam người ta cũng ra, miền Bắc cũng quay đầy đủ, nói chung là sôi động. Đến Hưng Yên mua quất năm nay tròn 20 năm. Người Bình Minh này là cũng rất là sáng tạo đấy. Có những cái mà họ làm rất là độc đáo. Quất đẹp, cảnh cũng đẹp và những cái tiểu cảnh mà để mà họ gắn vào những cây quất phù hợp mỗi một năm là như cá nhân tôi là mua ở đây nó khoảng tầm 500-600 lọ. Huyện Văn Giang có khoảng 850 hecta hoa cây cảnh phục vụ Tết. Để nâng cao thương hiệu sản phẩm, các nhà vườn kỳ công tạo kiểu dáng độc và lạ cho các loại cây cảnh có múi truyền thống, đưa vào gieo trồng các giống hoa mới có độ bền, màu sắc rực rỡ. Năm nay, làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa từ lâu nổi tiếng với các sản phẩm hoa cây cảnh có múi độc đáo, được uốn tạo dáng thành lọ lục bình, hình trái tim, có ý nghĩa mang lại may mắn sung túc trong năm mới. Với diện tích trên 150 hecta, thời điểm này các sản phẩm của các nhà vườn đã được thương lái đặt mua trên 95% diện tích, vận chuyển trên 65%. Một số vườn có diện tích cây cảnh đẹp đã được thương lái mua và vận chuyển 100% số cây từ tháng 11 âm lịch. Ngoài cây quất, cây bưởi, chúng tôi phát triển về cây đu đủ, cây mía. Thấy thị hiếu người dùng là cảm nhận là tốt. Giá bán tùy theo cỡ cây, ví dụ đu đủ thì dao động từ gần 1 triệu cho đến tận 4-5 triệu cũng có. Cả nhà bán coi như gần hết rồi thì cũng rất mừng, mong là mọi người đi mua đều thắng lợi. Với cái bản chất là cần cù năng động, thế rồi người dân thì rất là khéo tay, từ những cái cây quất rất là bình thường nhưng mà qua bàn tay của người dân thì đã thành những cái lọ lục bình rất là đẹp, rất là to, rất là độc lạ, thì được giá, thế mà bán thì lại rất là chạy, nhân dân rất là phấn khởi. Thời điểm này, các địa phương trồng đào, hoa, cắt cành như thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, xã Trung Nghĩa, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động. Người dân cũng đang tất bật chăm sóc để hoa cây cảnh kịp khoe sắc đón xuân, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán sắp tới.